Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cá Coi. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ không tìm hiểu dự án mà chúng mình sẽ đi sâu một chút technique nhá. Chúng mình cùng đọc và tìm hiểu DAC là gì. DAC là viết tắt của Directed Acyclic Graph, đồ thị vòng có hướng. Nó là một công cụ tạo mô hình hoặc cấu trúc dữ liệu, thường được sử dụng trong tiền điện tử. Không giống như blockchain bao gồm các khối, các đồ thị xoay chiều có hướng gồm có đỉnh và cạnh. Các giao dịch tiền điện tử được ghi lại dưới dạng đỉnh, sau đó được ghi lại chồng lên nhau. Tuy nhiên, tương tự như một blockchain, các giao dịch cũng được gửi đến DAC thông qua các nút, node, các tác vụ. Proof of work là bắt buộc với các node để gửi một giao dịch. Nói một cách đơn giản thì trong khi hệ thống blockchain giống như một chuỗi, thì hệ thống DAC lại giống một biểu đồ hơn. Mô hình DAC hiện được coi là khả năng thay thế khả thi cho blockchain trong tương lai do tính hiệu quả của việc lưu trữ dữ liệu và xử lý các giao dịch trực tuyến. Mô hình DAC được cho là sẽ là một giải pháp khả thi trong vấn đề phi tập trung của tiền điện tử. Bằng mô hình này, những người khai thác sẽ không cần phải cạnh tranh để tìm khối mới thêm vào chuỗi. Với các nút được phát triển đồng thời, giao dịch cũng có thể được xử lý nhanh hơn. Các developer đang chú ý đến DAC như một giải pháp an toàn để cải thiện khả năng sử dụng mạng sau khi mở rộng. Vậy, chúng ta sẽ xem DAC hoạt động như thế nào nhé. Như đã đề cập, thì một đồ thị xoay chiều có hướng lưu trữ dữ liệu hiệu quả hơn. Cấu trúc của nó khá giống như là cây cối, và các nút kết nối thì như các nhánh cây, vì mỗi nút sẽ có nhiều hơn một gốc tra. Mô hình sẽ cho phép nhiều giao dịch xác thực đồng thời. Người dùng sẽ không phải chờ đợi giao dịch hoàn tất trước khi xử lý một giao dịch mới. Vì vậy, trong biểu đồ tuần hoàn thì có hướng. Mỗi giao dịch mới thì phải tham chiếu đến các giao dịch trước đó để được chấp nhận vào mạng. Điều này không khác các chuỗi ở trên blockchain tham chiếu các khối trước đó. Lý do đằng sau là bởi vì một giao dịch có thể xác nhận thành công khi nó được tham chiếu bởi một giao dịch khác. Trong DAC thì mỗi đỉnh sẽ đại diện cho một giao dịch. Vì không có khối nên việc đào cũng không bắt buộc. Các giao dịch sẽ được xây dựng chồng lên nhau thay vì tập hợp thành khối. Sau đó, như đã đề cập trước đây, các tác vụ bằng chứng công việc Proof of Work được thực hiện bất kỳ khi nào một nút gửi giao dịch để xác thực các giao dịch trước và tránh spam. Theo nguyên tắc thì các giao dịch mới được xây dựng trên các giao dịch cũ trong một loại tiền điện tử dựa trên DAC. Điều đặc biệt quan trọng trong blockchain là trong một DAC, nhiều giao dịch có thể tham chiếu thay vì một giao dịch tại một thời điểm. Tính năng bảo vệ kép ở trong DAC hoạt động bởi các nút xác nhận giao dịch cũ hơn thông qua đánh giá đường dẫn truy nguyên tại giao dịch đầu tiên của DAC. Điều này sẽ xác nhận xem là người gửi có đủ số dư hay không. Nếu người dùng xây dựng trên đường dẫn không hợp lệ, giao dịch sẽ có nguy cơ bị bỏ qua. Các xung đột qua nhiều đường dẫn sẽ được giải quyết thông qua một thuật toán lựa chọn các tip có trọng số tích lũy lớn hơn. Vậy, DAC để sử dụng để làm gì? Mô hình DAC sẽ tìm cách giải quyết hai điểm yếu nhận thấy của công nghệ blockchain, đó là tính phi tập trung và khả năng mở rộng. Nó cũng tìm cách cải thiện khả năng bảo mật và khả năng ứng dụng. Vậy, bằng cách nào? Trên nền tảng blockchain Bitcoin hoặc Ethereum, các thợ đào thì chỉ có thể tạo ra một khối ở một thời điểm. Do đó, các giao dịch mới chỉ có thể được xác thực khi giao dịch trước đó hoàn thành, thì mô hình DAC sẽ loại bỏ các khối này, trực tiếp thêm các giao dịch vào blockchain. Nhờ việc loại bỏ các khối thì mô hình DAC không cần phải đào. Điều này có nghĩa thì mạng sẽ cần ít điện năng hơn, và DAC cũng có một số lợi thế, ví dụ như là tốc độ giao dịch cao mà không bị cản trở bởi việc phải tạo khối. Không có thợ đào thì đồng nghĩa với việc không có phí giao dịch. Tiêu thụ ít năng lượng hơn có nghĩa là sẽ thân thiện với môi trường hơn là việc đào. Tuy nhiên, hiện tại việc sử dụng DAC trong tiền điện tử vẫn còn đang ở cái giai đoạn đầu. Không giống blockchain, DAC thì vẫn chưa hoàn toàn phi tập trung. Do đó, DAC chủ yếu được sử dụng để khởi động mạng, chứ chưa phải là một hệ thống được dùng để xây dựng một mạng ổn định. Vậy, có những loại tiền điện tử nào dùng DAC? Việc nghĩ đến sử dụng tiền điện tử vòng bóng blockchain là một điều không tưởng. Chúng ta có thể kể tên một vài loại tiền điện tử, ví dụ như là Orbit, IOTA và Nano. Mặc dù là còn tương đối mới, framework DAC cho thấy tiềm năng rất là lớn. Orbit hay là Bitbol là một loại tiền điện tử hoàn toàn độc lập với blockchain, đã triển khai framework DAC. Tuy nhiên, các giao dịch của Orbit thì vẫn tính phí. Điều này do mạng Orbit sử dụng hệ thống xác thực cho phép kiểm tra kép các giao dịch. Nó sử dụng một thuật toán đồng thuận dựa vào các nhân chứng. Họ là những người dùng đáng tin cậy và có uy tín, đóng vai trò là người xác thực. Orbit cũng hỗ trợ các giao dịch không thể truy xuất và các hợp đồng không thể truy cập.
Đối với IOTA, ứng dụng Internet of Things, IOTA đã triển khai mạng blockchain không khối vào năm 2016. Ý tưởng đằng sau IOTA, tất cả người dùng đều trở thành một người đào một cách hiệu quả. Ví dụ như là để xác thực một giao dịch thì người dùng sẽ phải xác minh hai giao dịch. IOTA sử dụng một mạng bao gồm các nút và tangle hoặc các nhóm nút phục vụ quá trình xác thực diễn ra nhanh và hiệu quả hơn. Tất cả người dùng đều góp phần trong việc bảo trì mạng và tham gia thực hiện đồng thuận. Điều này cho phép mạng trở nên phi tập trung rõ ràng và có thể mở rộng cùng một lúc. Các giao dịch thì gần như là không tính phí. Do đó, IOTA được coi là một loại tiền điện tử thay thế với chi phí hiệu quả cho các khoản thanh toán vi mô. Nano trước đây cũng là một loại tiền điện tử cực kỳ hot. Nano bao gồm blockchain độc lập được kết nối với các nút với cái tên công nghệ Block Lattice. Mặt kỹ thuật thì đây là một sự kết hợp giữa blockchain và DAG. Mỗi người dùng có một ví cá nhân và một blockchain thì họ có thể mới thực hiện được thay đổi trên ví và blockchain của mình. Giao dịch chỉ có thể được hoàn tất khi người gửi và người nhận đều thực hiện các hoạt động trên blockchain tương ứng. Nano không tính phí giao dịch và đáp ứng tốc độ giao dịch cao cho người dùng. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dự án nữa cũng sử dụng DAG, đấy là Constellation. Constellation là công nghệ duy nhất trên thế giới được thiết kế cho Big Data, cung cấp cơ sở hạ tầng cho một marketplace phi tập trung dành riêng cho data, giải pháp mềm các doanh nghiệp để đảm bảo được tính toàn vẹn và tính xác thực của thông tin. Giải pháp hứa hẹn được tính an toàn, tiết kiệm chi phí, có thể mở rộng và dễ tích hợp. Constellation là công nghệ sổ cái phân tán được gọi là giao thức đồ thị chu kỳ, DAG, định hướng với mô hình đồng thuận dựa trên Proof of Reputable Observation, PRO, Hippograph Transfer Protocol, là giao thức layer 0 đầu tiên trong ngành công nghiệp blockchain, cho phép các doanh nhân kỹ thuật số phát triển các ứng dụng độc đáo với logic kinh doanh và cơ chế đồng thuận tiên tiến. Giao thức layer 0 này cho phép cung cấp một layer 0 mà nơi đó sẽ hội tụ tất cả các giao thức layer 1 được kết nối một cách đơn giản và không mất phí. Và một dự án khác nữa có sử dụng DAG, đấy là Zenon. Tuy nhiên Zenon thì không phải là DAG, cũng không phải là blockchain. Zenon là một sự kết hợp giữa DAG và Block Lattice. Cái này thì mình sẽ nói riêng bởi vì Zenon nó khá là phức tạp nên mình sẽ giới thiệu riêng ở video khác. Tiếp theo chúng ta sẽ xem là vai trò của DAG ở trong blockchain là gì. Thì DAG được cho là một giải pháp khả thi thay thế cho blockchain, mặc dù vẫn cần phải được tinh chỉnh thêm. Tuy nhiên mô hình DAG thì đang tìm cách cải thiện một số vấn đề chung với công nghệ blockchain: chi phí, tốc độ và khả năng mở rộng. Về mặt kỹ thuật thì cả hai công nghệ đều ghi lại các giao dịch trên một sổ cái và hoạt động hướng tới một mục tiêu. Yếu tố khác biệt chủ yếu là cấu trúc mà mỗi mô hình sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Vậy chúng ta có thể so sánh DAG với blockchain như thế nào? Chúng ta sẽ xem những ưu điểm và khuyết điểm của cả hai nhé. Ưu điểm của DAG thì gồm có thích hợp cho những giao dịch vi mô và khối lượng giao dịch lớn, không cần thiết bị đào, chi phí có thể giảm đáng kể và tiêu thụ năng lượng ít hơn. Nhược điểm của DAG: dễ bị tấn công do khối lượng giao dịch nhỏ, vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, chưa duy trì được ở mức độ phi tập trung cao. Ưu điểm của blockchain: được thiết lập tốt và sử dụng rộng rãi bởi các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, minh bạch và không thể thay đổi, bảo mật cao, tiết kiệm cho các chi phí giao dịch giá trị cao. Nhược điểm của blockchain: yêu cầu lưu trữ và băng thông mạng, lượng điện năng tiêu thụ lớn và phí giao dịch cao. Cuối cùng thì sử dụng mô hình nào sẽ phụ thuộc vào mục tiêu kinh doanh, tùy thuộc vào yêu cầu cá nhân. Hy vọng là Cá Coi đã mang lại những thông tin bổ ích dành cho các bạn và giúp các bạn hiểu hơn về DAG. Hãy ấn like video của Cá Coi, subscribe kênh của mình và bật chuông thông báo. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye!